À, đây là một con kênh nội đồng. Nhảy bông hoa rất là đẹp. Phía cửa một cánh đồng lúa như thế này rất là mát. Trời ơi, nhà này chắc lâu đời chưa sửa rồi. Lâu rồi đó. Cánh đồng lúa nó dẫn sóng đẹp quá ha. Gió thổi nó ngã đó, nên lượn tới lượn lui đẹp quá, giống như ngọn sóng vậy đó. Hiện tại em có mặt tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Em đứng trên đường tỉnh lộ 873 nha. Đó. À, hôm nay mình sẽ đi vô tham quan con đường này, đường Bình Hưng, Thạnh Phú, đường xe 6 tấn. Cái hướng này nè anh chị chạy lên quốc lộ 50 về thị xã Gò Công. Còn hướng ngược lại thì anh chị trên lên Bình Xuân về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì mình sẽ đi vào con đường này nha. Ấp Văn Hóa Bình Hưng, huyện Gò Công Tây nè, xã Thành Công. À, ở đây có phòng khám ngoài giờ nè. Tiếp tục một con đường nông thôn buổi sáng. Bữa nay trời không có nắng luôn. Bữa nay trời 7 giờ mấy, 8 giờ sáng rồi mà không có nắng, thường thường giờ này là có nắng rồi. Bữa nay hầu như là sương mù rất là nhiều. Hình như là muốn chuyển mưa hay sao á. À, đây là một con kênh nội đồng. Bên đây là những cánh đồng lúa. Trời ơi, đây là quán ăn, quán nhậu Bình Dân luôn. Quán ăn nhậu Bình Dân trong đây cũng có nè. Bữa nay mình sẽ đi hết con đường này coi tới đâu nha. Quán cà phê đồ cũng có rất là nhiều, chứng tỏ ở khu vực đây người ta làm ăn cũng rất là ngon á. Buổi sáng người dân chưa có đi làm, những đa số là người dân ở dưới quê á, người ta rảnh thì nhiều, còn đi làm công việc thì cũng ít lắm. Một con đường đi đi vô nhà người dân, trải bông hoa rất là đẹp. Phía cửa một cánh đồng lúa như thế này rất là mát. Chú buổi sáng đi cắt cỏ cho dê cho bò ăn. Đây con đường nông thôn đi vô trong nhà người dân. Trời ơi, nhà này chắc lâu đời chưa sửa rồi, lâu rồi đó. Sáng 7 giờ mấy sáng. Như chuẩn bị vô mùa mưa hay sao, trời mấy bữa nay thấy không có ít ánh nắng lắm. Lây quay tới mùa mưa nữa rồi. Mùa mưa là cái mùa hiu hắt, cái mùa buồn nhất của trong năm. Mưa suốt ngày luôn. Ở đây là trong thanh long nè, miếng vườn thanh long chưa có trái. Ở
Nhà mặt tiền như thế này á, về buôn bán cũng khó khăn lắm á. Trời, cái cổng này lâu đời chứ, nhà cổ. Mặt tiền này đâu buôn bán được gì đâu anh chị, cái này để ở thôi, ở nghỉ dưỡng thôi, chứ còn buôn bán á là không được đâu nha. Khu vực đây nhà cổ nhiều quá ha. Ở đây nè, kiến trúc ngày xưa nhiều năm rồi. Ở đây người ta trồng dưa hấu nè anh chị. Đó, nguyên một cái dưa hấu nó còn nhỏ, nguyên một cánh đồng dưa hấu luôn. Nãy giờ chạy trên con đường này anh chị chưa thấy cái quán ăn uống nào mà nó buổi sáng người ta mở luôn á. Chẳng hạn như điểm tâm sáng nè, thì quán cà phê. Nãy giờ chạy xa dữ rồi mà không thấy quán nào luôn. Ở đây có nước ở để nghỉ dưỡng thôi chứ. Mấy cái mương nước này á, cá quá trời luôn á. Cá rô đồ đó, nước nó rút từ trên ruộng xuống á. Xuống đây ở. Đó cá, nó vẫn chạy. Tiếp anh chị ơi. Đường Tư Tấn, đường xe 1,5 tấn. Mấy cây dừa cao quá trời cao luôn. Cái dừa này chắc cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ ít qua trồng dừa cao như thế này. Dừa giờ nó trồng dừa Mã Lai, dừa lùng lùng á, dễ thu hoạch. Dừa cao thì mỗi lần mấy người lớn tuổi người ta hái đâu được. Mà bây giờ đa số mấy dừa thu mua á, mấy dừa thu mua người ta tự hái không à. Vô thì người ta đếm trái, người ta đưa tiền mình thôi. Chứ giờ mình không có tự hái, mình không có hái nữa. Chạy mọc nữa nè. Rất là trang quần áo. Mới có Tết xong mới có 20 ngày chứ nhiều, 20 ngày hăm mấy ngày hay gì đó. Vừa Tết xong hai mấy ngày mà sao thấy hiu quạnh dữ. Mấy ngày Tết ở dưới quê hiện tại bây giờ cũng người dân cũng ít có nhắc tới lắm anh chị. Không giống như nhiều năm về trước là người ta nhắc tới rất là nhiều. Mấy năm nay vừa qua Tết cái là người ta giống như người ta muốn quên lãng nó luôn á. Cũng không có gì để nhắc. Từ từ cái Tết ở Việt Nam mình hầu như là nó cũng không còn quan trọng nữa hay sao. Quê khu vực đây người ta làm mấy vụ mà chắc làm 3 vụ quá. Có khu vực người ta đã giống như người ta đã cắt lồi rồi xong người ta xạ lại rồi luôn đó. Rồi có khu vực này thì người ta mới chưa mới lúa mới chín nè. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nâng cao.
Ở đây có cái nhà nghỉ nè. Ở đây có khách sạn, nhà nghỉ Nhật Long, yên tĩnh thoáng mát. À, ok, quá yên tĩnh, phải nói là yên tĩnh thoáng mát thiệt. Đây đang phóng lúa, xả lúa, phóng lúa, đang giặt lúa đó anh chị. Ở đây nhà văn hóa ấp Thành Phú. Mấy cái nhà văn hóa này gì mà tới lúc mà tổ chức sự kiện hay cái gì đó mới có người, còn như bình thường người ta khóa cửa. Còn nhà văn hóa thể thao thì bắt buộc phải mở cửa hàng ngày cho mọi người vô tập vợt, hay là cho mọi người vô tập thể dục đồ đó, mấy trẻ em vô trọng chơi. Ở đây là cái cầu đi vô nhà người dân, cái cầu bắc qua kênh. Mấy cây dừa này bị mấy con đuông ăn chết hết rồi, gãy ngay cái ngọn hết rồi. Mấy cây dừa này phải chăm sóc mới được, còn nếu mà mình bỏ phế nó là bị mấy con đuông dừa nó ăn chết hết, không còn con nào, không còn cây nào đâu. Đây nhà cấp 4, đục sụp chứ. Ở phía trước mình là đường Lộ Đình đó, đường Lộ Đình một hướng bên đây nè, anh chị chạy lên chợ Bình Phú. Hướng bên đây, còn hướng bên đây là chạy ra quốc lộ 50. Chạy ra quốc lộ 50 thì anh chị có thể về Mỹ Tho nè, về thành phố Hồ Chí Minh. Mình quán ăn sáng nè, hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh buổi sáng. Chung đường nông thôn buổi sáng rất là thanh bình và im ả luôn. Ở đây mặt tiền nè, người ta chiếu là để đất làm lúa như thế này nè. Làm lúa thì cũng quá tốt đi, còn phân lô bán nào thì nó cũng cũng không có gì hay ho đâu. Trong kia có mấy cây xài trái bự, quá bự. Kia có đường nông thôn nữa, quá đẹp luôn. Ở đây cắm bảng bán đất nè, vườn bông. Cầu liên xã. Cầu này ngay cái ngã ba này rất là đẹp ha. Thắng lại quen cái cho anh chị coi nè. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video luôn nha anh chị. Hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo.